À, chúng ta có thể để một trong chiếc ghế nó rất là gọn gàng à, và nó không ảnh hưởng đến không gian của chúng ta khi mà chúng ta có thể ngồi làm việc hay xem phim à, nên là cái công năng sử dụng nó rất là cao à, và khi mà chúng ta cần thì vẫn là vậy chúng ta có thể bỏ ra và chúng ta có thể chủ động Đấy, chúng ta có thể chủ động là chúng ta à, cho nó gọn lên thì đây là mình đang là thao tác bằng một tay nên là nó hơi khó đó đây và người nhận người ta đã tinh tế nhé các bạn nhé các bạn lưu ý những cái phần nhỏ này này các bạn sẽ thấy này thứ nhất là ở đây là họ đã làm một cái tấm nó nỉ này để các bạn có thể tháo ra và các bạn có thể giặt được vệ sinh bởi vì cái phần chân này thì như cái màu trắng này thì mọi người vẫn hay no nó là bẩn nhưng mà thời gian như chia quan điểm của ta ban thì riêng cái dòng này thì các bạn không hề lo no về vấn đề là màu trắng là bẩn mà màu trắng này nó tạo cho không gian nhà bạn rất là sang và nó sáng ngôi nhà của bạn nên đặc biệt như các bạn có thể nhìn đây Giữa một loạt ghế đen thì cái màu trắng này nó luôn luôn tạo một cái tông màu rất là sang cho ngôi nhà của bạn. Và cái phần da này, tất cả đây nó đều bằng da rồi, bằng da rồi. Nên cái vấn đề vệ sinh nó không khó. Và họ tinh tế tới mức là những cái ô thoát khí ở trên đây họ đã làm rồi để con lăn đã nóng nó sẽ tạo ra cái cái cổ và chạm cho các bạn nó sẽ sạch sẽ hơn. Về phần này thì chúng ta có thể giặt được này. Và về phần này thì nó lại là da hết rồi, nên là gần như các bạn không lo no về vấn đề bẩn. À, chúng ta sẽ dễ dàng rất là vệ sinh. À, và hơn nữa trong cái dòng A86 mình có rất nhiều video chia sẻ với mọi người rồi. Là mình thích nhất cái phần mông nâng hạ của nó này. Ở đây là nó có 9 bài đánh, nó nhiều hơn MA70, MA74. Là đây nó có đến 9 bài đánh tự động và cái quan trọng ấy, các bạn có thể nhìn bảng điều khiển là gần một găng tay cái bảng điều khiển này. Các tính năng của nó tích hợp ở đây nó rất là nhiều như bài vặn mình, bài kéo giãn cột sống rồi bài chuyên sâu về về mông, rồi là bài dành cho những người bị bệnh trĩ, rồi là bài chuyên về túi khí. Tức là ở cái phần mông này thì nó khác với những cái dòng MA70, đó là nó đã cải tiến về cái phần mông nó nâng hạ lên. Thì các bạn có thể thấy được những cái động tác của nó vặn bên này, đó, lại vặn bên này, kết hợp với cả đây và con lăn nó đi sâu vào thì nó tạo ra cái bài đánh nó hiệu quả hơn. Thì cái quan điểm ghế massage của mình thì uh, chia sẻ các bạn rằng là ghế massage chúng ta không đơn thuần là nó chỉ là massage không là làm cho chúng ta thư giãn mà quan trọng nhất đấy các bạn phải hiểu rằng là nó sẽ giúp cho các bạn trước khi đi ngủ các bạn massage lên thì kết hợp với con lăn đá nóng và bài kéo giãn cuộc sống vặn mình nó làm cho cơ thể của bạn thoải mái kèm theo nữa là nó giúp lưu thông tuần hoàn máu bởi vì khi mỗi con lăn và túi khí nó vận hành nó bóp lên cơ thể của các bạn nó sẽ tạo ra một cái áp suất áp lực ở trong cái 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 lượng máu nó giúp các bạn lưu thông toàn hoàn máu tốt hơn thì trước khi đi ngủ mà các bạn sử dụng được chiếc ghế massage này khoảng độ tầm 30 phút đấy hoặc là đơn giản các bạn có thể sử dụng bài 15 phút toàn thân thì là gần như là cơ thể của bạn sẽ giảm đi như theo đánh giá của người Nhật thì nó giảm đi đến khoảng độ tầm 60 đến 70 phần là nguy cơ là các bạn sẽ bị là 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 về các vấn đề về mạch máu như tai biến hay là những cái vấn đề là liên quan đến là đau đầu, đau cổ hay là đau nưng do nó tắc mạch máu thì đó là cái câu chuyện mà họ đã có nghiên cứu. Bởi vì như các bạn đã biết người Nhật người ta khi người ta nghĩ ra cái ghế massage thì thường thường họ luôn luôn gắn liền với câu chuyện là họ quan tâm đến sức khỏe người dùng. Và bên Nhật thì nó là cái sản phẩm về vật lý trị liệu thì vẫn là cái câu chuyện là hôm nay ở Japan giới thiệu các bạn về cái mẫu MA86 này. À, thì nó là cái câu chuyện trên 50 triệu đồng thực sự đó là một trong những cái lựa chọn xứng đáng để các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc ghế massage bởi vì tại cái thời điểm mà khi nó mới ra thì mà A86 này năm 2016 khi về Việt Nam thì nó rơi khoảng độ tầm bảy đến 108 mà gần như còn không có mà mua bởi vì tại cái thời điểm đó thì những cái chiếc ghế massage nhập khẩu nguyên chiếc về nó không có nhiều như câu chuyện nào bây giờ đã có những thương hiệu như Ngọc Japan mang rất nhiều ghế massage về để các bạn có thể lựa chọn thì đây là một trong những cái sản phẩm mà các bạn có thể cân nhắc để dành cho gia đình của mình. đặc biệt cái chiếc này rất là đẹp và giá tốt. thì ngọc tao ban nếu các bạn có nhu cầu hãy điện cho ngọc tao ban theo số điện thoại 097 494 5555 55. mình sẽ kết bạn zalo gửi ảnh và tư vấn cho các bạn tất cả các sản phẩm của ngọc tao ban thì đều là bảo hành trên toàn quốc tại nhà các bạn và miễn phí vận chuyển dùng một tháng nếu không phù hợp các bạn có thể đổi sang sản phẩm khác mà không bị trừ bất kỳ đồng tiền nào hoặc là các bạn có thể bảo hành một năm nỗi 1 đổi một tất cả đã kèm trong cái giá của các bạn rồi. Chúc các bạn sớm tìm được cái chiếc ghế massage đặc biệt là chiếc ghế massage đẹp như thế này. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Ngọc Taban. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Taban. À tiếp tục thì hôm nay Ngọc Ban sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu ghế massage ở phân khúc trên 50 triệu đồng. À, một trong những chiếc ghế thuộc dòng Panasonic thì với cái phân khúc trên 50 triệu đồng này thì hôm nay Ngọc Gia Ban sẽ giới thiệu các bạn về cái mẫu ghế massage nội địa nhật Panasonic Đây là mã EP MA86 Thì cũng như các bạn đã biết rồi Thì nói về Panasonic thì nó những cái đặc điểm đặc trưng của nó như con năn đá nóng này sửa hồng ngoại này Thì nó là cái điều mà từ mã 70 lên nó có cái nét đặc trưng riêng rất là nhiều rồi thì việc đầu tiên hôm nay mình sẽ chia sẻ sâu hơn lý do tại sao trên 50 triệu chúng ta lại lựa chọn chiếc uh, Parasonic uh, uh, MA86 này Thì việc đầu tiên như các bạn có thể thấy đây xét uh, về hình thức như chiếc ghế này thì nó còn khoảng độ tầm trên 90% Thì ví dụ như những cái màu đen kia thì chúng ta có thể là đánh giá một cách nó dung sai một chút nhưng uh, với những cái chiếc màu trắng như này thì gần như là những cái điểm đẹp của nó nó đều đã nộ ra hết và gần như là chúng ta không thể rằng là làm mới nó hơn được bởi vì cái bản chất của cái thằng màu trắng ấy nó là một trong hai cái màu cơ bản nên là xấu đẹp hay không chúng ta có thể nhìn thấy được luôn đây mình có thể quay video để các bạn có thể thấy được cái độ xấu đẹp của cái chiếc MA86 này à, thì với chiếc Panasonic MA86 này thì đế sản xuất là 2 năm 2016 thì cái bản này lý do tại sao trên 50 triệu chúng ta lại lựa chọn nó thay vì lựa chọn những cái mẫu khác Thì việc đầu tiên là thực sự rằng với mức giá trên 50 triệu là một trong những cái mức giá tương đối phù hợp với cái nhu cầu để mua một chiếc ghế massage thông thường Nếu mà nói về tâm phân khúc của Hà nội tầm trên 100 hay là 100 thì nó hơi nhiều so với cái mặt bằng chung À, còn với những cái chiếc ghế khoảng độ tầm trên 20 triệu thì nó đáp ứng cái nhu cầu tiêu chuẩn để mọi người có thể lựa chọn chiếc ghế nào cái quà biếu hay là dành tặng cho gia đình với mức đầu tư bình thường. Nhưng để vào một chiếc ghế với cái phân khúc trên 50 triệu thì thực sự là nó đã có rất nhiều tính năng để đảm bảo được yếu tố mà các bạn sẽ lựa chọn gần như là mua một lần và chúng ta không phải đầu tư thêm một chiếc ghế nào sau khoảng độ tầm 5 10 năm sử dụng tiếp theo. Thì ở dòng Panasonic MA86 này thì vẫn là cái câu chuyện rằng là cái người nhật người ta thiết kế ra cái chân này để chúng ta có thể cho nó gọn vào nhé à, đó là một trong cái điểm hay và là một trong cái điểm hay mà mình rất muốn nhấn mạnh mọi người bởi vì khi nó gập vào như thế này thì phải nói là nó rất là tiện tiện cho chúng ta là chúng ta có thể